Xin chào mọi người, mình đang trên cái con đường mở vào đập Phước Hòa. Thì đập Phước Hòa là cái con đập mà nó chặn dòng sông Bé, nó ngăn cách tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Thì lý do hôm nay mình đứng tại đây là do rất là nhiều anh chị cô chú xem video clip mình thì muốn đến sông Bé để trải nghiệm. Nhưng mà với một người làm YouTube như mình thì thời gian nó hơi khó khăn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái điểm câu rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ lên phía trên đập nha các bạn. Thì cái đập này nó rất là rộng, phía trên đập dưới đập gì đều câu cá được. Mọi người mình đi dã ngoại 100 người tới cũng có chỗ câu cho mình luôn. Bên này vô cá. Đó, phía trên đập. Ôi. Ôi bữa nay nước lớn rồi. Nước lớn rồi mọi người ơi. Wow. Yeah. Chút. Ghê chưa? Đấy, khu vực nước nó xả, nước nó tràn xuống á mọi người. Nước trên đầu nguồn nó tràn về đó rồi lục bình nó tràn kìa. Mấy ngày nay là cái đoạn mà mình hay câu là do bị lục bình nó tràn về nhiều quá là không có câu được. Đó lục bình nè. Sẵn sàng là nó có thể tràn xuống. Đứng đây nhanh đi ra. Đây mình sẽ ra giữa cầu để mình quay xuống cho mọi người xem nha. Đó, cái đập này nó đẹp tới cỡ nào. Đấy, trời kiếp. Quá ghê luôn. Mình quay bằng cái camera hành trình này nó bó cái hình lại chứ thực ra cái đập này nó cái khu này nó rất là lớn. Ấy lục bình đổ xuống dưới kìa. Kiếp chưa? Thì hôm nay mình sẽ đi câu cá. Câu nói chung là hôm nay chủ yếu là mình giới thiệu điểm câu. Mình câu thì chỉ mang tính chất giải trí thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài phía ở khi mà vừa lên đập á, thì bên ngoài nó có một cái chỗ nó bán cá tự nhiên á mọi người. Hôm nay mình sẽ vô đây mình mua một con để tí nữa ra bãi câu mình ngồi nướng ăn ha. Ê, hôm nay có ban chủ theo nữa cho dẫn đi đi đập Phước Hòa chơi cho biết. Từ đập mình mà qua tới bên đây là khoảng 30 cây. Từ cái chỗ mình ở đó qua tới đây khoảng 30 cây số. Đi lại coi có cá ngon mua ha. Cái ba thì 2 chục. Một cá giuồng là bao nhiêu 1 ký con? Lấy cái nào cơ? Cá giuồng này bán sao? 60 mà. Lớn nữa mặt tiền đây là loại này cá giuồng đó mọi người. Cá giuồng nè. Rồi được. Con mè hôi bao nhiêu rồi? Mè hôi là 50. Từ từ. Mè cái gì đây? Mè hôi bự. Quá hả con mè hôi à. Ui cá chép. Cá chép mọi người. Cá ép nữa. Ngon chưa? Thì mình dạo sơ cái sạch cá là cá gì cũng có các bạn. Rất là nhiều cá như cá ép, cá chép, cá mè hôi, rồi cá lăn đồ cũng có luôn. Ê, cá lăn đâu rồi? Cá lăn nè. Đấy. Cá lăn nè, cá sông á. Rồi có cá chạch luôn kìa. Đây, mua con này nè. Ui, ui.
Tí nữa xuống dưới nướng ăn. Con này nướng hết ý rồi. Đây bạn mới nướng con 2. Mình đang ở khu vực phía trên đập, thì ở dưới hạ nguồn phía dưới đập kìa, có thể là câu cá được rất nhiều, nhưng mà bây giờ chỗ đó nó hơi nắng, mình không có ra. Mình đang ở trên đập và mình đi kiếm một cái bãi câu nào đó nó mát mát hơn một chút xíu. Ở dưới này câu cũng được các bạn. Phía đập nó có rất là nhiều cái đường nước. Thì bây giờ mình sẽ chạy vòng vòng nha, chạy vòng vòng để tìm có một cái điểm câu nào nó mát mẻ, nó thích hợp một chút xíu cái. Ở phía trên đập. Ở phía trên đập mình tìm được mấy cái chỗ mà người ta móc lỗ sẵn này. Bây giờ sẽ câu tay ha. Hôm nay là tính tới đây để ở dưới đập nó có cái con cá bóng, nhưng mà trời nó đang nắng quá thì từ từ, tí nữa nếu mà câu trên đây không được mình sẽ xuống dưới mình câu cá bóng cho mọi người xem. Rồi ở đây nó có một cái lỗ rồi, ở câu trên đây ha, cái phía đập mình đứng ở nãy phía trên kia kìa, trên đó hồi nãy nó ồn quay phim nói không biết có nghe rõ, nó chuyển đồ qua đây một chút thì cũng chuẩn bị xong cái chỗ câu rồi, dây câu thẻo câu rồi, mình mới nhặt được cái phao đài của ai nè. Theo quên còn xài được còn y luôn á. Bữa nay thì mình sẽ câu bằng mồi trùng thôi nha mọi người, vì nước nó đục rồi thì câu mồi trùng thôi, cám mình chỉ để nhử thôi, mình mới thả một ít cám cắp trứng vào xuống á. Đây thả câu mọi người ơi, trời ơi lâu hả, cả năm trời rồi không có câu trong đây, biết rồi có may mắn không. Ở đây cây mai vương nhiều lắm, phía đập hồ nào cũng vậy, đầy cây mai vương ra gai không chứ không tích sự nữa. Nước ở đây thì tầm khoảng hơn 1 mét thôi chứ không có sâu lắm. Ui nóng thế em. Mình căng phao nó hơi lỗi lỗi rồi cho nên là nhìn cái phao nó hơi ngập mọi người, tại cái chì nó không khớp á, cái chì nó hơi nặng. Cái trùng này nè, trùng này để câu cá lớn mọi người. Còn cái trùng mà tí nữa mình xuống mình câu cá bóng á, là cái con trùng nhỏ nhỏ này, không biết gọi là trùng gì nữa. Đấy, con này nè. Đấy, móc ngay đầu lưỡi là dính à. Hồi nãy có mua một con cá. Con cá mè hôi nè. Con này 1,5 kg á. Tính nướng ăn mà trên này không có than, tí nữa phải di chuyển thôi. Cho mình ngồi đây mình ngắm phao chút xíu rồi. Tiếc ơi tiếc luôn, hậu quả của không giật câu liền các bạn, quay phim thì nó thế. Làm lại đây, 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 đây. Trời ơi cá chóp. Con này con gì không biết nữa, được một con các bạn ơi, mình đang thay mồi á, ướt hết áo rồi đây. Cá đầu tiên của hôm nay các bạn, nó nuốt hẳn cái lưỡi ở trong luôn rồi. Rồi ở khu này cũng có cá đó, tại vì nó cái hồ này nó rất là mênh mông, mình phải dụ được cá vô mình mới câu được. Mình câu suối câu sông cá nó gom tụ riết mình quen rồi, ra ngoài này không có đánh không hiệu quả mấy. Mà ngồi một chút xíu nữa mình sẽ đi câu cá bóng nha. Thôi
đi câu cá bóng thôi các bạn ơi. Cá ở đây nó ăn yếu quá, ngồi chán, lên kia giật cá bóng cho sướng ha. Đây mọi người ơi, đập phía trên kia. Đây mình sẽ câu cá bóng ở đây. Đó. Đập thì nó có, này là cái đường phụ các bạn, cái đường chính nó rất là bự. Mình thì bữa nay dưới đường chính nó nhiều người câu quá, mình lên trên chỗ này mình ngồi. Chỗ này câu cũng được, cá trắng, cá rảnh, cá lăng, chạch rồi cũng có. Đặc biệt là cá bóng nó nè. Ở đây thì nó có cá bóng. Cá bóng nó bù sát mép đó các bạn, sát cái mép nước nè. Tí nữa mình sẽ câu, mình lên mình chuẩn bị ít đồ cái. Phía trên đập thì có cái rừng tràm. Đó, vô mong văn võng nướng cá ăn. Vậy đó. Đây đi review điểm câu mà. Có bếp lửa sẵn. Rồi đi theo đói bụng rồi. Bây giờ mình đang đói bụng quá, mình nướng bắp với nướng tôm, nướng cá ăn chút xíu ha. Rồi mình câu cá bóng sao. Cá bóng thì nè, cá bóng nó chỉ nhỏ từng này thôi, mình mới xuống mình gãy được một con. Là trứng nhiều lắm, mình nặng bụng nó ra là trứng một đống luôn á. Không biết cá bóng cát ở đây sao mà nó nhỏ xíu thế. Tí nữa mình câu rồi mình sẽ quay rõ hơn ha. Rồi cái con cá mè hôi đây. Dụ hoài mà cô ấy không giảm giá cho, cuối cùng mới mua con này 1,5 cân. Là mình bỏ ruột rồi, trứng quá chừng luôn các bạn. Thì nói chung ở đây các bạn cứ tới đi, nếu mà không câu được cá thì vẫn có cá nướng câu nha, ở trên đập người ta có bán. Đấy, tí nữa mình sẽ nướng con này. Chắc phải khứa cái lưng ra cho nhanh chín quá, khứa ra. Đó, giờ đang nướng bắp tới nướng. Cắt cá không nội? Đi ăn bờ ăn bụi. Ăn bắp mà mua chúng trái sâu quá chừng. Ăn sơ sơ rồi xuống câu cá bóng, còn con cá nướng từ từ, cá lâu chín. Nó hợp lưỡi. Bắp sâu rồi chừng thừa. Ăn cái này về đau bụng chết luôn ấy. Bắp á. Trời, cái đập này á, cần thủ chạy lòng vòng chạy mầm luôn. Ngày cuối tuần chắc là đông lắm ấy. Mà trong đây bãi câu rộng mà đầy chỗ câu. Đây, dứt thôi mọi người ơi. Tôm nướng 3 con à. Bữa nay mang theo mỗi 3 con tôm. Ngon quá, nói bụng. Cá chưa đâu. Con cá bên đây nè. Từ từ. Câu cá bóng thì mình bóng cát ở đây mình sử dụng cái con trùng nhỏ nhỏ nha mọi người. Và cái lưỡi số 7. Lưỡi chữ C số 7 nha. Khá nhỏ. Đấy, mình chỉ cần móc mồi vào cái đầu lưỡi thôi, ít thôi. Đấy. Cá bóng này nó ôm trứng nhiều lắm, cá bóng nhỏ xíu à, nhưng mà nó có trứng, mình về mình kho ăn rất là ngon luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người loại cá bóng nữa. Các bạn ở thành phố đâu về đây thì câu cá bóng cũng vui mà, câu cá bóng. Căng phao lại. Này khó thấy nó nha. Chỉ cần thấy nó rì rì cái phao xuống là mình giật ngay. Ấy thôi. Hai con luôn rớt rồi. Đây này mọi người, mình vừa giật được 2 con luôn. Mình nó rớt hết 1 con rồi. Con này nó dễ rất là rớt. Đây cá bóng này, cá bóng cát ở đây đấy, ăn rất là ngon. Kho tiêu khô lại đó. Con này chưa có trứng á, tí nữa con nào có trứng mình quay lại cho các bạn xem ha. Ngon chưa? Cho vào đây đi. Đấy. Đây nè. Một con nữa mọi người. Mình giật toàn rớt, nó ăn rất là mạnh luôn, nhưng mà mình giật nó toàn rớt. Sắp mưa tới.
ngồi giật 10 phút được từng này các bạn. Nói chung cái con cá này câu cũng dễ nhưng cũng khó. Nó dễ thì dễ câu thả xuống là ăn à. Nhưng mà nó hay bị rớt á. Kéo nãy giờ mình kéo rớt nhiều lắm. Có con có trứng này. Này con này có trứng này, chắc chắn luôn đấy. Con này về thì không phải mần ruột đâu, cứ mình chà muối cho nó sạch cái mình nấu mình ăn luôn, kho luôn. Đấy, để không vậy cho nó tươi nha, chứ mình bỏ vào nước rồi nó chết nó ương hết. Mua phở rồi đây mọi người. Hôm nay thì về tới nhà cũng tối thui rồi, lúc sau ngồi được giật được ít cá bóng này. Trứng này. Con này có trứng á mẹ, đây trứng nè. Trứng không á, con này toàn trứng rồi. Đây là bóng trứng, bóng cát, nhưng mà nó trong người toàn trứng rồi. Thấy ngon không? Này khóc tiêu à. Ừ nè, ở nhà ăn đi, con về bánh. Mua phở này hả? Đấy, rồi cá bóng trong đập đó. Rồi, con nào trứng không? Trứng không à, con nào nói trứng không này, nhiều lắm. Con tiêu kẹo. Này hôm nay câu ít chứ. Rồi, rồi thì hôm nay giới thiệu tới mọi người một cái điểm câu mới. Nếu mà mọi người tới Sông Bé mà không có một cái điểm nào để lựa chọn á, thì có thể chọn cái đập Phước Hòa đó ha. Vô giọng nếu mà có gì không biết thì mình cứ hỏi mấy người đi câu cá rồi dân xung quanh đó, họ nhiệt tình lắm, hỏi họ chỉ cho. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này ha. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye. Bây giờ mình còn phải đi về bên nhà trọ đây. Ok.